Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, B-52 được coi là siêu pháo đài bay bất khả xâm phạm. Nói về sức mạnh của B-52 thời điểm bấy giờ thì đúng như tên gọi bất khả xâm phạm. Chiến trường Việt Nam là nơi đầu tiên và duy nhất chứng kiến sự thất bại của B-52 cho đến tận thời điểm hiện tại. Giải mã B-52. Năm 1952, hãng Boeing sản xuất một loại máy bay quân sự chiến lược và được thử nghiệm với tất cả các công năng. Do vậy, loại máy bay này có tên là B-52 và nó được quân đội Mỹ mệnh danh là siêu pháo đài bay chiến lược. B-52 có sải cánh dài 56,39m, dài 40,05m, cao 12,4m và được lắp đặt 8 động cơ. Mỗi lần cất cánh có thể mang theo trọng lượng tối đa 221,35 tấn. Mỗi chiếc B-52 có thể mang trong mình từ 100 đến 150 quả bom với trọng lượng trên 30 tấn và phát nổ trong thời gian từ 3 đến 10 giây. Vào thời điểm đó, B-52 là cụm từ khiến cả thế giới ớn lạnh bởi sức mạnh và sự hủy diệt của nó, và dường như B-52 là kẻ đi săn mồi bậc nhất. Bởi trên thế giới, từ khi nó xuất hiện tới năm 1972, chưa có một quân đội nào, một loại vũ khí nào có hy vọng làm tổn thương nó. B-52 cũng là loại vũ khí có sức công phá hủy diệt khủng khiếp. Trong một cuộc phỏng vấn với Trung Quốc, tướng Phạm Tuân với câu hỏi từ phóng viên đối mặt với một loại khí tài tân tiến vào thời điểm đó được coi là tối tân, thì lực lượng không quân Việt Nam gặp một áp lực rất lớn, và đó có phải là một nguyên nhân dẫn đến là phải đến tận giai đoạn cuối của chiến dịch 12 ngày đêm, Điện Biên Phủ trên không, không quân của chúng ta mới bắn rơi được máy bay B-52 của Mỹ. Trong khi đó, các lực lượng khác đã bắn hạ được B-52 rất nhiều không ạ? Trung tướng Phạm Tuân cho biết, có nhiều yếu tố, trước hết sau khi đánh thăm dò vào một số địa điểm và đặc biệt là cuộc ném bom vào Hải Phòng, thì Mỹ thấy chúng ta bắn nhiều tên lửa nhưng mà chưa rơi được B-52. Thế còn không quân thì cũng đã tiếp cận và bắn bị thương B-52 cuối năm 1971. Và từ đó, Mỹ đánh giá là lực lượng không quân của chúng ta có khả năng tiếp cận để bắn được B-52. Nên là chúng tập trung rất là mạnh, kể cả đánh vào sân bay, kể cả đánh chặn không quân trên đường đi, rồi bảo vệ tiếp cận vào trong đội hình B-52, và đặc biệt là gây nhiễu rất mạnh, gây nhiễu từ B-52, từ các máy bay gây nhiễu ở vòng ngoài và từ máy bay F-4, máy bay F-105. Nghĩa là làm sao? Là bịt mắt radar của chúng ta, bịt mắt máy ngắm của không quân và đánh cho không quân không cất cánh được. Đấy là Mỹ đánh giá như thế. Chính vì vậy, bước vào cuộc chiến tranh thì không quân chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà phòng không lại có cơ hội để tập đánh được B-52 ngay từ trận đầu tiên. Chúng tôi và tôi cũng là phi công cất cánh ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng mà suốt 7 ngày sau đó, cho đến ngày 24 tháng 12, chúng ta không đánh được, không thể dẫn đường không quân chúng ta tiếp cận một B-52. Tuy nhiên, chúng ta xông vào đội hình của địch và phá tan đội hình gây nhiễu của địch để làm giảm gây nhiễu, để cho tên lửa đánh, nhưng không quân chúng ta không thể phát hiện được B-52. Khó khăn như vậy, đồng thời trong mấy đêm như vậy, chúng tôi có tới 5 phi công phải hạ cánh xuống đường băng và đâm vào hố bom làm hỏng máy bay. Một phi công phải nhảy dù mà chúng ta không bắt được chiếc nào cả. Thậm chí lúc đó không còn đường băng mà cất cánh nữa. Chúng tôi phải cất cánh bằng biện pháp cuối cùng là đeo thêm 2 quả tên lửa bổ trợ để máy bay cất cánh ở đường rất ngắn, còn về hạ cánh tính sau, rồi cất cánh ở trong những đường lăn, nghĩa là chúng ta khó khăn lắm mới đưa được một phi công lên trời, nhưng chúng ta không bắn được. Đấy, tôi muốn nói rằng lực lượng của chúng ta đã nhỏ rồi, hệ thống sân bay của chúng ta không nhiều rồi, nhưng địch lại nhắm mục tiêu của nó là chặn không quân, nên không quân của chúng ta rất khó khăn. Nhưng rất may, chỉ trong một tuần thôi, chúng ta đã phát hiện ra điểm sơ hở của địch, đó là nó chỉ gây nhiễu về phía trước, nó không gây nhiễu hai bên sườn và đằng sau được. Từ đó, chúng ta đưa các radar và sở chỉ huy ra vòng ngoài như Thanh Hóa, Mộc Châu, chúng ta bí mật đưa máy bay đến những sân bay mà địch không nghĩ rằng chúng ta cất cánh ở đó. Thứ ba là không quân, phi công lên trời đã chủ động tích lũy tốc độ và độ cao, và đặc biệt là không dùng radar nữa. Mỹ nhiễu radar chúng ta đánh bằng mắt, tuy nhiên rất khó và rất nguy hiểm, nhưng ba cái yếu tố đó chính là cái trí tuệ của chúng ta phát hiện ra, và chúng ta đã nhanh chóng thay đổi. Và chính cái thay đổi đó mà đêm ngày 27 tháng 12, tôi là người đầu tiên thực hiện cái ý đồ đó và đã phát hiện được B-52, sở chỉ huy dẫn rất tốt và không quân chúng ta tiếp cận và bắn được B-52. Vậy những khó khăn và áp lực đến với lực lượng không quân Việt Nam ở thời điểm đó là rất lớn, không chỉ là áp lực từ bên ngoài mà còn chính là áp lực từ bên trong.
Thế nhưng, để Trung tướng Phạm Tuân cùng chiếc MiG-21 mang số hiệu 5121 đã trở thành người đầu tiên bắn hạ được B-52 trên bầu trời vào đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972 và đã trở về an toàn. Trong giây phút bắn hạ được B-52 vào 50 năm trước, Trung tướng có cảm xúc như thế nào? Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ, sau khi tôi bắn rơi B-52 và được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện xuống chúc mừng không quân đã bắn được B-52, tôi phấn khởi vô cùng. Phấn khởi không phải là vì tôi là có thành tích bắn được B-52, mà phấn khởi là không quân đã bắn được B-52. Suốt giai đoạn đầu của chiến dịch áp lực lớn vô cùng, cả một đội ngũ, một phi đội bay đêm chuẩn bị bao nhiêu năm mà 7-8 ngày đánh nhau không bắn được B-52. Đặc biệt các lực lượng khác đều bắn rơi cả pháo cao xạ, bắn rơi cả pháo tầm cao, bắn rơi tên lửa mà không quân chưa bắn được B-52. Đây là một lực lượng mạnh nhất, thế nên áp lực đối với phi công chúng tôi vô cùng lớn. Chúng tôi lo lắng lắm và không sợ là hy sinh, không sợ gian khổ mà chỉ sợ là không bắn được B-52. Cấp trên luôn luôn gặp và dặn chúng tôi là các đồng chí cứ chờ đấy, khi nào có nhiệm vụ thì các đồng chí làm và chỉ sợ các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ thôi, chứ còn không lo là không có nhiệm vụ. Đúng lúc bấy giờ khi nhận được nhiệm vụ đánh B-52 thì chúng ta lại chưa đánh được và trận đầu của tôi bắn được vào B-52 đã giải tỏa được tâm lý. Không phải cho tôi đâu mà cho tất cả đội ngũ phi công và kể cả lãnh đạo chỉ huy nữa. Lúc bấy giờ cả đơn vị mừng lắm và tiếp sau, đêm hôm sau thì anh Vũ Xuân Thiều lại bắn được chiếc B-52 tiếp theo. Nghĩa là chúng ta đã nghiên cứu mở ra một khả năng mới để không quân chúng ta tiếp cận đánh được B-52. Nhưng thời gian chiến dịch rất may mắn đã kết thúc. Chứ nếu còn nữa chắc rằng chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp tục để hoàn thành được các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Vậy lần đầu tiên Trung tướng bắn hạ B-52 đã là một nguồn động lực, cũng là một sự cổ vũ tinh thần rất to lớn đối với cả phi đội. Để sau đó lập thêm càng nhiều chiến công, Trung tướng từng nói rằng bắn hạ được pháo đài B-52 của Mỹ thì 80% là may mắn. Nhưng may mắn ở đây có nghĩa là hợp thời cơ, nghĩa là có thời cơ, là ta chớp được thời cơ. Vậy Trung tướng có thể lý giải rõ hơn về may mắn này. Trung tướng Phạm Tuân cho biết, đúng tôi là vẫn nói tôi là may mắn. May mắn mình được cho vào đơn vị, một tập thể là chuyên tập luyện để đánh B-52 và khi đó không ai muốn có chiến tranh đâu. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, thì B-52 vào, tôi cũng là người may mắn được cấp trên giao nhiệm vụ cất cánh ngay từ đêm đầu tiên đánh B-52. Mình tự hào lắm chứ. Mình tự hào là mình đã được cấp trên tín nhiệm và giao nhiệm vụ cho mình. Đấy cũng là cái rất may mắn cho cuộc đời tôi. Thế rồi sau khi chúng ta chấn chỉnh lại, bố trí lực lượng, bố trí các máy bay, các sân bay và sự hiệp đồng của các sở chỉ huy để dẫn dắt và tôi lại là người đầu tiên được thực hiện nhiệm vụ đó, được thực hiện cất cánh từ sân bay bí mật. Rất may mắn là các sở chỉ huy phát hiện được rất tốt, chỉ huy cho tôi từng ly từng tí cho đến lúc tôi ấn cò phóng tên lửa bắn rơi B-52 và đến lúc bay về hạ cánh. Nghĩa là trong trận chiến đấu đó có rất nhiều tình tiết, có rất nhiều tình huống, nhưng mình may mắn là được cả một tập thể to lớn như thế, từ dẫn đường, từ chỉ huy đưa mình vào được vị trí tốt để mình có thể phát huy khả năng của mình. Nên tôi nghĩ tôi rất là may mắn. Tất nhiên cái may mắn ở đây tôi muốn nói là thời cơ đến và tôi cùng đồng chí, đồng đội của mình đã chớp được thời cơ đó để chúng ta biến nó thành hiện thực. Đấy là điều may mắn. Chứ không phải cứ ngồi chờ không, anh không có bản lĩnh, anh không làm gì cả thì chắc chắn may mắn không thể đến với anh được. Trung Quốc và Singapore sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trong năm 2023. Thưa quý vị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm vừa qua đã gặp người đồng cấp Singapore Eng Hen tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung lục quân và hải quân vào năm 2023. Phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Eng Hen, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Hiển Long vừa tổ chức cuộc gặp tại Thái Lan. Ông khẳng định dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo hai nước, quan hệ Trung Quốc và Singapore đã đạt đến tầm cao mới của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện tiến lên cùng với thời đại và trở thành hình mẫu của hợp tác khu vực. Theo ông, hiện nay tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định nhưng vẫn còn lo ngại. Hai bên cần tăng cường liên lạc chiến lược, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định khu vực. Ông mong muốn quân đội hai nước sẽ thắt chặt hơn nữa trao đổi cấp cao, nâng cao trình độ tập trận và huấn luyện chung, thúc đẩy đào tạo nhân lực, tăng cường hợp tác an ninh đa phương nhằm đưa quan hệ giữa quân đội hai nước lên tầm cao mới.
Về phần mình, theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết nước này coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước, sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc thực hiện tốt đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực như tập trận và huấn luyện chung giữa các quân chủng, không ngừng nâng cao trình độ quan hệ giữa quân đội hai bên, đóng góp lớn hơn vào việc duy trì ổn định vào khu vực. Hai bên nhất trí đẩy nhanh việc thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng và tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung lục quân và hải quân mang tên Hợp tác giữa Trung Quốc và Singapore vào năm 2023. Hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề Biển Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!